Chào anh em đang xem kênh miền Tây Solar ha. Bữa nay là ngày thứ 3, ngày 15 tháng 2 2022. Thì mình đang gói hàng và gửi đến cho anh Lê Văn Tài ở Phan Văn Mãn, khu phố 7, thị trấn Bến Lức, Long An. Một con Cigatech 2.4 ha. 2.4. Thì mình cũng như thông báo mấy anh em rồi đó. Hôm qua hàng về và mình gửi mấy anh em đã dặn trước thì cuối cùng mình còn 4 con. Trong đó mình chừa một con 3.2 và một con 2.4 lại cho hai ông anh đã dặn trước rồi. Thì bây giờ mình còn hai con này và bây giờ mình gửi con 2.4 này đến cho anh Tài. Vậy là mình, cuối cùng mình còn bán cho các anh em được duy nhất một con 3.2 nha. Đó, duy nhất một con này, lát mình nói là cấu hình lại cho anh em nghe, khi anh em nào mà cần thì liên hệ với mình nha. Cứ còn một con này thôi nha anh em. Đó thì cái con 2.4 này giá của nó vẫn là 6.5 triệu. Anh em nào mà thích thì cứ tiếp tục đặt ha, chuyến hàng tới mình về sẽ gửi cho anh em. Chuyến hàng lần sau á, về mình sẽ gửi cho mọi người nha. Con 2.4 nha. Mình nói lại thông số nè. Bộ kích của nó là 2.4. Nó cho phép chúng ta gắn tới 3 cái pin nè. Và cái vôn đầu vào có thể cao. Pin vôn của pin xuống có thể là 450V nha. Kết hợp với một cái MPPT sạc 80A nha. Đó, cấu hình rất là khủng mọi người. Thì con này chạy hệ 24V nha. Con này chạy hệ 24V. Đó, mình zoom lên cho anh em xem cái cấu hình ha. Đó thì với cái tầm 6.5 triệu thì anh em, nếu mà anh em mua những con inverter khác thì anh em sẽ nhận được cái con BWM thôi, chứ làm gì được MPPT đúng không. Còn Cigatech này một cái dòng inverter rất là rẻ nha mọi người, chỉ có 6.5 triệu mà chúng ta có được MPPT 80A và gắn tới 3 cái pin luôn ha. Đó, 3 cái pin luôn. Nó so với những dòng inverter khác thì inverter này có cấu hình rất là tốt nha anh em. Đó là lý do mà nó bán cực kỳ chạy luôn á. Giờ mình sẽ đóng đàng hoàng lại, mình gói cho anh Tài. Thì cái inverter của anh Tài thì mình cũng chưa có ấy luôn nha, chưa có cài đặt luôn. Đó, mới hoàn toàn bung hộp ra rồi quay phim cho anh em xem, rồi mình đóng hộp lại và gửi anh Tài ha. Còn vấn đề cài đặt thì ở trên mạng nó cài rất là rõ, mình có thể gửi video cho anh tự cài ha. Đó, chứ còn giờ gắn lắp vô cài thì nó không có nhiều thời gian, không có đáp ứng nổi đâu mọi người. Mình cài không nổi nhiều quá. Đó thì bây giờ mình quảng cáo anh em là cuối cùng mà trong nhà mình còn một con 3.2 này nha, con Cigatech 3.2 này. Đó, cấu hình của nó thì mình có thể quay cho anh em xem. Đó. Thấy không? Anh em có thể đứng màn hình lại để xem nha. Là công suất kích của nó là 3.2 và nó có thể lắp được 4 kW pin ha. 4 kW pin. Và điện áp đầu vào là có thể là tối đa là 500V. MPPT sạc vẫn là 80A nha. Nhưng mà con này là hệ 48 nha anh em. Hệ này là hệ 48V ha. Đấy. Thì anh em nào có hệ lithium 48V hoặc là bộ ắc quy ha, ắc quy 4 ắc quy 48V thì anh em chạy con này là rất là hợp lý nha mọi người. Đó, chạy con này ok ha. Anh em nào mà có những cái bộ bình 4 ắc quy nhỏ sạc điện cũng được nữa anh em. Đó, chạy vô con này ha, hoặc là bộ pin lithium 48V thì con này rất là to lớn nha mọi người, to hơn cái con 2.4 kia rất là nhiều. Đó, con 3.2 ha, hệ 48V thì mình chỉ còn bán cho anh em được mỗi con này thôi. Anh em nào thích đam mê thì anh em liên hệ nha. Đó, con này 8.6 triệu nha anh em, con kia 6.5 triệu, con này 8.6 triệu. Và anh em thấy là BV đầu vào ha, ở đây ắc quy đây, rồi điện lừa điện ra ở đây, điện vô đây ha. Đó thì con này nó rất là to hơn so với con kia và nó mắc hơn con kia 2.1 triệu nha anh em. Ở thời gian gần đây anh em nào mà thích thì liên hệ mình lấy con này ha. Anh em bữa nay là ngày thứ 3, ngày 15 tháng 2, 2022. Đó thì mình báo là mình còn duy nhất một con này thôi. Anh em nào liên hệ thì sẽ lấy con này nha anh em. Đó, còn anh em nào mà cần hai con 2.4 hoặc là con 3.5 kg thì hẹn anh em ở cái dịp inverter về lần tiếp theo nha. Ở đây thì mình không có thời gian cho nên mình không có cài đặt mấy con này sẵn cho anh em. Thì anh em về nhà tự cài ha. Nói chung là cái vấn đề cài đặt nó cũng rất là đơn giản mọi người, nó cũng dễ thôi, không có vấn đề gì nha. Đó thì cũng có ông anh là cũng không rành về cài cho nên mình cài giùm ông anh, nó cũng tới nhà ha, tới nhà và hướng dẫn mình cài giùm. Nó cũng nói chung là cài hết thì không nổi, mà một hai anh thì có thể được ha. Nói chung là không có thời gian mọi người, chứ có thời gian mình ngồi mình cài hết cho mọi người. Đó, và vấn đề cài thì mình sẽ gửi video cho anh em coi video trên YouTube cài nha mọi người. Thì mình nhắc lại anh em là con inverter 2.4 này đó, sạc 80A ha, 3 cái pin đầu vào nè và hệ 24V đó, 2.4 nha, giá là 6.5 triệu. Đó, mình hết hàng rồi, mình hẹn anh em ở chuyến tới ha. Chuyến tới chắc tuần sau mình có hàng. Còn cái con Cigatech 3.2 này
giá của nó là 8 triệu 6 nha, 8 triệu 6 và mình còn duy nhất một con, anh em nào thích thì liên hệ nha. Cấu hình rất là khủng mọi người, nhưng xe test tầm giá này cấu hình cực kỳ khủng luôn nha. MBT 80 A gắn được 4 kg pin luôn, 4 kg pin luôn nha anh em, 4 kg pin mắc nối tiếp nha. Rồi kích là 3 kg 2 ha, kích lên 3 kg 2 là rất là mạnh nha mọi người, lớn lắm nha. Còn inverter rất là to lớn nha anh em, nó cực kỳ là bự luôn nha. Đó và cái hệ ắc quy cũng như là lithium là 48V nha, hệ 48V nha anh em. Đó thì mình tới đây thì mình xin chào anh em ha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Hôm nay cũng muốn muốn bệnh quá. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau ha. Mình đóng hàng gửi tới cho anh Lê Văn Tài ở khu phố 7 thị trấn Minh Lức, Long An, cái con 2 cái 4 này. Mình nhắc lại là anh em nào mà liên hệ thích cái con 3 cái 2 này thì lấy con 3 cái 2 này nha anh em. Ở trong gia đình mình chỉ còn một con này duy nhất thôi ha, còn 2 con kia mình để dành cho 2 ông khách rồi. Đó thì mình còn một con 3 ký 2 này giá 8 triệu 6, anh em nào đam mê cứ nhắn cho mình qua Zalo ha. Còn anh em muốn lấy những cái con khác 3 ký rưỡi hoặc là 2 ký 4 đó, thì anh em cứ đặt cho mình rồi tuần tới mình về hàng, chuyến hàng tiếp theo mình sẽ gửi cho anh em ha. Thôi tới đây mình xin kết thúc video ha. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Anh em đam mê về những cái vấn đề năng lượng mình bán thì anh em cứ nhắn cho mình 0766874311 nha. Đó, nhắn qua Zalo nha anh em. Đó, anh em xem kênh Miền Tây Solar, nếu cảm thấy yêu thích thì cho mình cái đăng ký kênh ha. Thôi xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những video sau nha.